Xe tăng vàng tiếp theo trong giấy phép quân sự mùa 14 là chiếc Chiêu Crocodile. Nói thẳng luôn, đây là phiên bản clone của chiếc Chiêu 7 trong sơ đồ công nghệ với camo 3D không thay thế được. Cái tên gọi Crocodile, ngoài đời thực, con hàng này có thể phun lửa, nhưng vào trong game, wargaming phế luôn rồi. Điểm khác biệt, Crocodile sẽ sử dụng khẩu pháo 75mm, còn chiếc Chiêu 7 sử dụng khẩu 76 hay là 77mm cuối cùng gì đó. Nhưng toàn bộ thông số thì y xì nhau, nên mình sẽ không review lại. Bổ sung cho anh em về thông số được tăng ở bản cập nhật 1.22, ổn định nòng pháo và tốc độ tối đa, nên bây giờ chiếc Chiêu 7 chơi tốt hơn rồi. Nhưng để đối đầu với những con ta hạng nặng, meta hiện nay có sát thương lớn, bộ giáp hiệu quả hay là chắc khỏe, thì chiếc Chiêu 7 vẫn bị nép vế hơn. Anh em nên chớp thời cơ để ra xả đạn kẻ địch, phá hủy xích hoặc lấy thịt đè người, bởi số máu của con hàng này khá là nhiều. Quay trở lại trận đấu bản đồ Pinsen phòng cấp 7, mình lựa chọn chiến đấu ở vùng trung tâm, vị trí nhà máy. Trước khi đến những cái vật cản thì mình sẽ phá hủy hai cái cửa phía trước, kẻ địch có thể đi qua, mình bắn tạt sườn mấy viên. Có chiếc CC-56 chuẩn bị băng qua, đây là cơ hội của mình. Hy vọng phá được xích. Sát thương nghiêm trọng thôi, nhưng không đứt. Anh ta tiếp tục di chuyển rồi, chờ xem còn ai đi qua không. Thập thò tí, xem VZ-44 hoặc kẻ địch phía trước mới có thể bắn được vài viên. Thời gian nạp đạn nhanh mà, cứ tập trung vào xích cho mình nhá. Tiếp tục đi ra, soi thấy chiếc Jackson, anh ta không hề chú ý. Tiếp theo là chiếc VZ-44. Kẻ địch nguy hiểm nên mình đã chuyển mục tiêu. Cái hay của dòng chất chiêu đó chính là xích, nó đi ra khỏi cái phần giáp chính, nên nếu mà chúng ta chơi thập thò kiểu này, kẻ địch chỉ có thể phá hủy thôi mà chưa chắc đã bắn xuyên chúng ta. Nhưng điểm yếu chí mạng đó chính là vị trí hitbox, nó tràn ra cái hàng xích, nên nếu chúng ta đứng trực diện hoặc chơi chiến thuật nghiêng xe chặn đạn, kẻ địch bắn xuyên qua xích đi vào vị trí đấy, gây sát thương luôn. Hình như đó là điểm yếu nhất hay sao ấy, chỉ xung quanh 100mm. Nhận thấy chiếc AT-8 đang băng qua nhà máy, mình sẽ phối hợp với anh ta và úp giọt chiếc VZ-44. Đi vị trí khe hở bên trái cho chiếc AT-8, dụ chiếc VZ-44 xoay về đấy, sau đó mình sẽ mở góc sang bên phải tấn công luôn. 2-1 không chột cũng que. Anh ta xoay sang kia rồi, đứt xích, hỏng động cơ, giáp đã không bị xuyên. Tốt luôn, một phát đạn sát thương nghiêm trọng khiến anh ta hỏng động cơ, thùng đạn cũng hư hại. Thế thì đánh đấm gì nữa. CC-56 đang đứng một mình, có thể úp xò được anh ta. Hy vọng chiếc AT-8 ở vị trí nhà máy bên kia có thể cùng với bọn mình tạo thế gọng kìm tiêu diệt chiếc CC-56. Mình đi ra yểm trợ đồng đội luôn, không có chần chờ gì nữa, đang có lợi thế rồi. Lọt khe, đằng sau có chiếc Crocodile B, anh ta sử dụng đạn vàng, pháo nắm trượt, may mắn cho mình, không biết con nào nhé. Bây giờ thì mình sẽ đến cái vị trí tòa nhà này, tạo thêm vật cản che chắn cùng với bụi cây, sẵn sàng bắn những kẻ địch ở ngoài cánh đồng than. Mục tiêu AT-8, mình có thể bắn được không? Cũng chuyển sang đạn vàng rồi. Anh ta đi thấp xuống, khó bắn quá. Crocodile B vẫn ở phía trước và VKH bắn không xuyên. Nhưng xe tốt đấy chứ. Nói chung thì phần thân của chiếc Chiêu 7 có một vài điểm nghiêng và vị trí thẳng đứng ấy thì nó dày khoảng 152mm, nên những kẻ địch mà có độ xuyên không tốt chúng ta chặn được. Nhận thấy lợi thế to lớn, mình quyết định chạy ra ngoài cánh đồng than, sẵn sàng soi kẻ địch cho đồng đội bắn từ xa. Vẫn còn nhiều máu mà, hy sinh một chút không sao cả. Chơi ta hạng nặng thì cứ phải xông pha tuyến đầu, trong game vậy thôi chứ ngoài đời thì mình không biết nhá. Tiếp tục hưởng thiệt hại hỗ trợ từ đồng đội, ra giao tranh với chiếc Crocodile B. Anh ta đang chạy về đây. Crocodile B chạy vòng sang bên phải, mình lựa chọn xoay tắc pháo ngược chiều kim đồng hồ sẽ nhanh tay hơn để bắn anh ta. Đó là cách để chúng ta xử lý những kẻ địch tính quẩy như vậy. Tỷ số 14 rồi, chưa đầy 5 phút chiến đấu mình bắn được gần 2.000 sát thương và hỗ trợ 1.400.
một con số không hề tệ với một xe tăng hạng nặng cấp 6 chở phòng cấp 7. Su 100 ở phía trước đang sử dụng khẩu 122. Anh ta đi vào mất rồi. Chắc là để cho chiếc E25 tiêu diệt chiếc Su thôi. Mình đi tìm những mục tiêu tiếp theo. FV304 phút sau vật cản rồi. Chiếc AC đang ở dưới hồ. Khó quá. E25 sẽ ăn. Mình sẽ di chuyển sang bên trái để quét vòng tròn hiển thị đến vị trí của chiếc IKV ở vị trí A2. Khá tốt, tiêu diệt anh ta luôn. Mình có mời anh em vào trong trung đội để kiếm cái huy chương của Roger Inam. Nếu ông AT8 bốn mạng kia mà vào trong trung đội thì có khả năng trận này mình sẽ kiếm được huy chương tiêu diệt 12 mạng trong trung đội. Kết thúc trận đấu, suýt chút nữa mình kiếm được Top Gun. Nếu mà tiêu diệt được chiếc AC4 thì sẽ rất là ngon. Điểm yếu chí mạng của chiếc Chiêu 7 hay Crocodile chính là hạ nòng chỉ có -4 thôi. Rất khó có thể chơi được ở những cái địa hình gồ ghề đồi núi, đặc biệt là tháp pháo đặt ở giữa xe, thân hình thì dài. Mình nhớ không nhầm ngoài đời khẩu 75mm có thể hạ nòng được -12. Nhưng vào trong game thì... đúng là chiếc Chiêu 7 ở sơ đồ công nghệ chúng ta sử dụng lại mấy khẩu pháo stock thì có độ hạ nòng đấy. Nhưng đáng lẽ ra con chiếc Chiêu Crocodile này phải có độ hạ nòng như thế, có phải ngon không vua gaming ơi? Chứ -4 thì bản đồ Westfield mình chỉ có thể lựa chọn vào trong làng mạc giữa bản đồ để giao tranh thôi. Chứ đi cánh 1-2 xác định luôn, gặp phải M2IVZ44 đấm mình không trượt phát nào. Hy vọng đồng đội có thể giao tranh tốt ở cánh dưới. Ta hạ chung và đẩy thành công thì bọn mình sẽ tạo thế gọng kìm vào căn cứ địch. Di chuyển đến vị trí quen thuộc, chờ những kẻ địch đi qua. Không có ai cả, họ tập trung bên trên nhiều rồi. Đổ cây bên phải nha anh em, có binh cho đồng đội biết luôn. Mình tính di chuyển gần hơn đến cái vị trí đấy so cho đồng đội, nhưng chưa gì đã lộ hình rồi. Có thể ai đó đang ở phía trước soi thấy mình. Pháo chúng tăng chăng? Ta hạng nặng mất nhiều máu thế kia. Zuto cấp 7 còn một hit nữa bay bầu. Chán thế. Có chiếc M2i cũng đi với mình ở làng bạc, thành ra cánh đây yếu. Thế này thì khó chơi rồi. Đang dần dần tiếp cận gần hơn đến vị trí F6, soi cho đồng đội ở vị trí ca không bắn. Anh em tặng chung giải quyết chiếc leo đấy, đừng để anh ta chạy. Đó, phải như thế chứ. Soi thấy chiếc E8. Đồng đội ơi, anh ta lùi xe kìa. Giáp đã không bị xuyên, chắc bắn trúng phần thân trước. Tốt, thêm vài viên nữa đi. Để anh ta lùi xe thế. Kỹ công mình soi. Tiếp tục đi ra và soi thấy chiếc Thai 58. Cả hai đều bắn trượt nhau. Mình lùi xe, tìm góc bắn. Sát thương nghiêm trọng, trúng thủng nhiên liệu. Nếu anh ta không sửa thì những phát đạn tiếp theo vào phần bông có thể gây trái. Mình di chuyển gần hơn để cố gắng tiêu diệt anh ta. Nhưng pháo ném. May quá, né kịp nhá. Đảm bảo với anh em luôn, phát đạn này của chiếc FV304 có vẻ như cánh tạo nặng thất thủ rồi. Rất khó cho chiếc Go Vika đang phải đối đầu với chiếc M2i trên đồi. Thật sự thì mình rất muốn tiêu diệt chiếc Thai 58 để anh ta ở đây so đồng đội mình. Khe hở. Ngon, gây cháy kìa, nhưng anh ta đã cứu hỏa. Mình tiếp tục xả đạn, cái vị trí nhô ra. Gây cháy luôn kìa. Ngon quá. Bạn làm gì còn chữa cháy nữa. Nghi ngút luôn. Cháy lan đến thùng đạn đấy chứ. Quả đấy mà vừa cháy vừa nổ thì không có gì tuyệt vời hơn. Pháo hoa rập trời. M2i chơi kiểu gì vậy? Sao mất nhiều máu thế? Quay mông với kẻ địch. Thế là không ổn rồi. Mình đang quyết định rút lui xuống chân đồi để đồng đội vị trí K0 bán điểm trợ. Chứ đứng ở làng bạc có khả năng bị úp sọt. Nhưng nghĩ lại, không thể bỏ đồng đội được. M2i đang dụ kẻ địch đến. Mình ở lại xả mấy viên. Kẻ địch là T25. Anh ta chạy thoát rồi. Tiếp theo là VZ44. Đang bị đứt xích. Mình cố gắng bắn hỏng động cơ. Hỏng hẳn động cơ rồi.
Anh ta vừa sửa xích. Hai phát đạn nữa thôi, cố lên. Uầy, VZ44 mang hai bộ sửa chữa. Thật luôn đấy hả? Anh ta sửa xích xong đến sửa cả động cơ. Nó không phải là hư hại đâu, mà là sửa hẳn luôn. Đính. Phát đạn cuối cùng, mình đọc bản đồ thấy chiếc bay lắc ở bên phải nên đã snapshot chiếc VZ44. Đáng tiếc là không xuyên. Phát đạn đó mình đã phải trả giá bởi vì chiếc VZ44 còn sống, gây sát thương lại lên mình 200 máu. Bây giờ chỉ còn nửa cây thôi. Cánh tạng chung thì cũng không đẩy được. Tỷ số quá bất lợi. Mình cứ nghĩ rằng cánh tạng chung sẽ thành công đẩy vào căn cứ địch cơ, nhưng hóa ra không phải như vậy. Nhận thấy pháo tự hành vừa bị tiêu diệt, mình hướng về vị trí căn cứ, sẵn sàng đón đầu những kẻ địch chạy vào. M2I. Được mấy viên rồi, nhưng anh ta đã chú ý và đi vào. Mình cũng bị pháo ném, đau quá. Quay trở lại, thấy chiếc Crocwell B chạy xuống. Một pha bắn rất tốt. Chỉ còn chưa đến 160 máu. Một hit nữa là mình có thể bay. Tạ chung thì vẫn nát. VZ44 ở trên. Nhẹ nhàng tiêu diệt anh ta bằng đạn vàng. Bay lắc cũng đang trực. Khó rồi. Chỉ cần pháo tự hành cẩu vào thôi mình cũng bay. Ai đó đang chiếm căn cứ, và mình tin rằng chính là chiếc M2I. Anh ta ở gần căn cứ mình nhất. Quay trở lại, bắn anh ta. Đang bị đứt xích. Nhưng anh ta có xích vũ. Pha đạn thứ hai nảy không xuyên. Anh ta xoay về đây rồi, mình khó có thể bắn được. Ngay lập tức Su-122-44 ở trên đồi lao xuống, đâm mình luôn. Vẫn kiếm được một chút thiệt hại. Thôi thì an ủi phần nào trận đấu đã thua. Xem chiếc Crocwell chơi như thế nào. Sao khóa mục tiêu thế? Kìa, quả đấy ngắm bằng tay thì tiêu diệt được chiếc bay lắc rồi. Kết thúc trận đấu mình bắn được khoảng 3.000 sát thương. Nghe thành tích trận đấu bản đồ Westview, mình kiếm được Master lần đầu, 2 caliber, điểm đội 948 kinh nghiệm gốc. Nếu tính cả tinh thần can đảm chống cự thì gần 1.000 năm. Chiến thắng trận đấu này có thể lên tới 1.600, 1.700 hoặc 2.000 đấy chứ nhỉ. Về số bạc kiếm được thì cấp 6, khỏi phải nói đi, không được nhiều bạc đâu. Cộng thêm việc con chiếc chiêu 7 này phải đối đầu với những kẻ địch thường là giáp dày, tăng hạng nặng hay phá trung tăng tấn công, sử dụng sang đạn vàng nó sẽ ngốn bạc của anh em. Trận đấu bản đồ Pinsen, mình cũng kiếm được Master, huy chương Brother in Arm, điểm đội 1.417 kinh nghiệm gốc. Số bạc kiếm về cũng khá là ok, bởi vì đây là giao tranh với đám cấp 7. Càng gây sát thương nhiều hơn cho xe cấp cao thì chúng ta càng kiếm được nhiều bạc. Hai trận đấu còn lại, Karelia thì bọn mình phòng thủ không thành công. Rumbert thì mình cũng bắn được hơn 2.000 sát thương, nhưng bị kẻ địch úp sọt trong thành phố, không đỡ nổi. Chỉ cần kẻ địch sử dụng sang đạn vàng này, biết được điểm yếu đằng sau xích thì xác định luôn, không thể giữ được nhiều máu đâu. Nói chung thì Crocodile là cái phiên bản cày bạc của chiếc chiêu 7 thôi, hoặc là anh em sưu tầm cũng được. Cũng có thể là chờ đợi Wargaming thêm hệ thống vũ khí phụ vào, biết đâu con hàng này sẽ có phun lửa trong tương lai. Cái khẩu súng mà mình đang chỉ đây, nó sẽ không vô dụng. Mà kể cũng lạ, đây là xe tăng vàng Wargaming mà cho một vài thông số tốt hơn so với sửa đổi công nghệ. Ví dụ như mấy cái mấu xích đắp trên thân xe ấy, trở thành giáp rỗng thì thôi rồi, chắc chắn là con Crocodile này sẽ tấn công tốt hơn. Nhưng mà hàng cày cuốc miễn phí Battle Pass mà, phải bỏ tiền ra mua thì mới có hàng ngon, đúng không anh em? Và đó là video ngày hôm nay của mình về chiếc Crocodile. Anh em nghĩ sao về nó? Đừng quên bình luận phía dưới nhé. Cảm ơn đã theo dõi video. Chúc chơi game vui vẻ. Bye bye.